Vâng, chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Bờ Lóc Hó Tiêu. Bờ Lóc Hó Tiêu đang ở nhà chị Hồng Loan, nhà của cô Nam Vũ Linh. Thưa cô chú anh chị và các bạn, lại tiếp tục câu chuyện của con gấu bông. Nghe một nguồn thông tin là trong con gấu bông này có chứa cái gì kỳ lạ, ẩn bí lắm. Thưa cô chú anh chị và các bạn, trong con gấu bông này nhé, nó chứa cái gì kỳ lạ ẩn bí lắm nha cô chú anh chị và các bạn. Vâng, con gấu bông của bà Sáu thôi cô chú anh chị và các bạn, của bà Sáu nhé. Con gấu bông của bà Sáu không biết nó chứa cái gì ở trong đây mà những anh YouTube, những anh chị YouTube ở đây á đều đưa tin về con gấu bông. Bây giờ tôi đưa lại thông tin của con gấu bông này cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Phần sau tháng ngày nó còn chưa có rớt nữa cô chú anh chị và các bạn. Nó rớt xuống ốc tiêu sẽ giải phẫu nó ra tại chỗ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Còn gấu bông, vâng, anh Khoa cũng vừa đi công, vừa đi mua cà phê về xong nhé cô chú anh chị và các bạn. Nghe một nguồn thông tin là chị Hồng Loan đã đi hủ đất, đi xuống mảnh đất của cậu Nam Vũ Linh để giới cô chú anh chị và các bạn đi xuống hủ đất nhé. Vâng, quay trở lại với con gấu bông của chúng ta ngày hôm nay thì nghe một nguồn tin không chính thống là con gấu bông này có chứa một cái gì đó ẩn bí ở trong con gấu bông này. Vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn mến, nếu cô chú anh chị và các bạn cảm thấy kênh này có ý nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like nhé, để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Vâng, con gấu bông này trong nhiều bộ phim á, nó có người ta giải phẫu nó ra, người ta nhét cái gì vô á cô chú anh chị và các bạn. Con gấu bông này chắc cũng là như vậy, cũng là một nhân vật trong bộ phim Sóng Gió Gia Tộc này nhé. Đồ của cô Sáu thôi cô chú anh chị và các bạn. Con gấu bông con gấu bông với con cú mèo nó có một cái gì đó. Thưa cô chú anh chị thân mến, thì gắn ghép những cái điều kỳ lạ xảy ra tại mộ của cậu Nam Vũ Linh cũng như là nhà cụ chị Hồng Loan, thì cho biết là chưa cho biết cái gì cả, nhưng mà nó nói chung nó có một cái gì đó, cái sự gắn kết các cô chú anh chị và các bạn. Vâng, cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì yêu hết kênh cho kênh một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nhé, để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Đây là bên hông nhà của cậu Nam Vũ Linh nhé cô chú anh chị và các bạn. Bên hông nhà của cậu Nam Vũ Linh, chị Hồng Loan thì ở bên trong các cửa sổ đó làm việc thì chậm á cô chú anh chị và các bạn. Còn gấu bông ở trên đây
nó vuông góc chứ chỗ này là nghệ sĩ Thanh Tuấn, nghệ sĩ không phải Thanh Tuấn mà là nghệ sĩ Tấn Tấn ốc thi và tạm thời quên tên rồi hư của chú anh chị và các bạn. Nghệ sĩ đó thì thắp nhang tại chỗ này hư của chú anh chị và các bạn. Nó vuông góc cái con gấu này luôn. Ngân Tấn, nghệ sĩ Ngân Tấn đốt nhang ngay chỗ này nhé. Nó vuông góc với con gấu bông này luôn, cũng như con cú mèo đậu ở ngay chỗ trước nhà cụ Chìm Lon, trước phòng của bà Sáu thôi cô chú anh chị và các bạn. Cũng như là ở trên mộ thì xuất hiện một cái hiện tượng lạ là phòng mộ của cầu Nam Vũ Linh á, lúc giữa trưa thì nó xuất hiện một bên trắng và một bên đen. Các chị vợ trạm ở trên mộ nói là trắng đen dịch đã rõ. Thôi cô chú anh chị và các bạn thân mến, trắng đen đã rõ chưa thì không biết, nhưng mà cái bộ phim Sóng Gió Gia Tộc này theo như ông Tiêu nghĩ á, là chưa có đến hồi kết đâu hơn cô chú anh chị và các bạn. Ốc Tiêu cũng muốn là đến hồi kết thì cho chị Hồng Loan có thể yên tâm buôn bán. Phần còn gấu bông đây bên hông nhà của cầu Nam Vũ Linh nhé, nhà của chị Hồng Loan. Ốc Tiêu không tin gì đâu, nhưng mà đành lòng về tin thôi, tại vì cầu Nam rất là linh thiêng thưa cô chú anh chị và các bạn. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like nhé, để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem.